Dạ vâng ạ, cháu xin được kính chào các bác. Rất vui mừng được chào đón các bác đã về thăm Mê Linh và khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng, mảnh đất huyền thoại, nơi quê hương của hai vị vua bà Trưng Thánh Vương, nơi hai bà đã sinh ra và lớn lên, tế cờ khởi nghĩa giành thắng lợi, xưng vương và định đô năm 40-43 sau Công Nguyên. Dạ vâng, kính thưa các bác, từ xưa đến nay thì trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, hình tượng Hai Bà Trưng đã trở thành biểu tượng tuyệt đẹp về lòng yêu nước, về niềm tự hào dân tộc. Lần đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của những người phụ nữ, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc khởi nghĩa giành lại độc lập cho dân tộc, giữ gìn vườn thói cho đất nước. Sự nghiệp lễ đường của Hai Bà Trưng như một bản anh hùng ca bất tử đã làm rạng rỡ cho nòi giống rồng tiên, rạng rỡ cho lịch sử Việt Nam và cho văn hóa Việt Nam. Bởi vậy, vượt lên những quy luật sinh tử thường tồn của tạo hóa, Hai Bà Trưng đã trở thành những vị thần tối linh để bảo hộ muôn dân, giữ gìn xã tắc. Trước khi đưa các bác đi làm lễ và tham quan tại các ngôi đền trong khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh, thì cháu xin được phép thay mặt cho các đồng chí hướng dẫn viên tại ban quản lý di tích đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh giới thiệu đến các bác đôi nét về quê hương và thân thế sự nghiệp của Hai Bà Trưng ạ. Dạ vâng, kính thưa các bác, thần tích làng Hạ Lôi có chép lại rằng Hai Bà Trưng, bà Trưng Chắc và bà Trưng Nhị là hai chị em sinh đôi. Hai bà sinh ngày 1 tháng 8 năm Giáp Tuất, tức là năm 14 sau Công Nguyên. Sinh ra trong một gia đình quý tộc địa phương thuộc dòng dõi các vua Hùng. Cha của hai bà là cụ Trưng Định, hay còn gọi là cụ Hùng Định, một hiền sĩ văn võ toàn tài, đã từng được cử làm quan lạc tướng đất Mê Linh. Mẹ của hai bà là cụ Trần Thị Đoan, cũng có sách chép là cụ Man Thiện, một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, đức độ hiền hòa, thạo nông trang, giỏi nghề chăn tằm dệt vải lụa. Khi cụ Trưng Định di cư từ vùng Thiên Sớ Thái Nguyên về đất cổ Lai Trang này, ấn thân làm nghề dạy học, đã gặp cụ Trần Thị Đoan, con gái của cụ Trần Minh, là cháu chất bên ngoại của vua Hùng, một gia đình lệnh tộc cao môn. Cụ Trưng Định đã xin được đính ước và kết duyên cùng với cụ Trần Thị Đoan. Hai cụ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng chỉ hiềm một nỗi là tuổi đã cao mà chưa có con. Hai cụ đã ngày đêm cầu khấn trời Phật ban cho mình một mụ con nối dõi. Và vì tấm lòng nhân hậu hay làm điều thiện nên hai cụ đã được trời ban phúc lành. Tương truyền, một đêm trong giấc chiêm bao, cụ Đoan có nằm mơ, thấy một vị tiên trao cho mình một cành mẫu đơn, trên đó có hai bông hoa xinh đẹp. Bừng tỉnh dậy, thấy trong người khác thường và kể từ đó cụ bắt đầu mang thai. Sau 9 tháng 10 ngày, trong cơn đau chuyển dạ vào ngày 1 tháng 8 năm 14 sau Công Nguyên, cụ Đoan đã sinh hạ được hai người con gái sinh đôi, đó chính là bà Trưng Chất và bà Trưng Nhị. Hoàng cúc trùng khai thiên cổ quế, mẫu đơn song đoạn vạn niên hương. Vì vùng Mê Linh xưa kia vốn có truyền thống trồng dâu nuôi tằm dệt vải lụa. Trong nghề, lứa cánh đầu thường dày hơn được gọi là cánh chắc, lứa cánh sau thường mỏng và nhẹ hơn nên được gọi là cánh nhị. Chính vì vậy mà khi hai cụ Trưng Định có con, hai cụ đã rất vui mừng gọi tên hai con gái yêu là Trưng Chắc và Trưng Nhị để dễ bề nuôi nấng và cũng là để kỷ niệm nghề truyền thống của quê hương Mê Linh xưa kia, ấy là nghề trồng dâu nuôi tằm với các bác ạ. Vốn dòng dõi con nhà lạc tướng, hai chị em Trưng Chắc, Trưng Nhị được nuôi dạy trong tinh thần yêu nước. Nhưng một điều không may là cha của hai bà, cụ Trưng Định, qua đời từ khi hai bà còn rất nhỏ. Và sau khi cha của hai bà qua đời, mẹ của hai bà đã tiếp tục nuôi dạy hai con gái theo ý nguyện của chồng, đó là giàu lòng yêu nước và tinh thần thượng võ. Cụ Đoan đã đi khắp mọi miền đất nước để tìm mời những người tài giỏi về dạy dỗ cho hai con. Và khi nghe tin hai vợ chồng cụ Đỗ Năng Tế, cụ Tạ Cẩn Nương, người làng Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Quốc Oai của tỉnh Sơn Tây cũ là những người làm nghề dạy học, giỏi việc quân, giỏi binh thư yếu lược, cụ Đoan đã tìm mời hai vợ chồng cụ Đỗ Năng Tế và cụ Tạ Cẩn Nương về làm thầy giáo dạy học cho hai con gái của mình. Và dưới sự chỉ bảo của hai người thầy tài ba lỗi lạc, hai chị em Trưng Chất, Trưng Nhị đã trở thành những người tài đức, văn võ song toàn. Thời bấy giờ, nước ta sẽ đô hộ nhà Đông Hán ạ. Nhà Đông Hán đã chia nước ta thành các quận, Giao Trị, Cửu Chân, Nhật Nam để cai trị và thực hiện âm mưu đồng hóa. Quận Giao Trị tức là một phần bắc bộ của chúng ta lúc bấy giờ, dưới sự cai trị trực tiếp của tên thái thú Tô Định, một tên thái thú vô cùng tham lam và tàn bạo. Và khi chứng kiến nhân dân vô tội lầm than dưới gốc sảy Sơn Lăng, hai chị em Trưng Chất, Trưng Nhị đã sớm lên ý chí giết giặc, giành lại quyền độc lập cho dân tộc. Vào năm hai bà 17 tuổi, lúc bấy giờ thì ở thành Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh, có tên giặc Ngụy Húc là thuộc hạ của Tô Định,
hắn rất giỏi võ nghệ và thâm độc, thường lấy cớ mở hội thi đấu võ rồi tập trung người tài của nước Nam ta và chỉ tìm cách triệt hại. Vô cùng căm phẫn trước hành động gian ác của kẻ thù, hai chị em Trưng Chất, Trưng Nhị đã quên tuổi 17, cải trang giả làm nam nhi đến đấu trường võ ở thành Ly Lâu, tỉ thí võ nghệ và giết chết được Ngụy Húc ngay trên sàn đấu, trừ họa cho dân trong nước. Và vào năm 33 sau công nguyên, khi mà bà Trưng Chất vừa tròn 19 tuổi, thì bà Trưng Chất có kết duyên cùng với ông Thi Sách, con trai của vị lạc tướng Đất Chu Diên. Mối nhân duyên của Trưng Chất và Thi Sách đã khiến cho tên thái thú Tô Định hoảng sợ, bởi vì hắn cho rằng đây là mối liên minh quyền lực giữa hai con người yêu nước, hai dòng họ yêu nước. Chính vì vậy, thái thú Tô Định đã lập mưu hèn hạ, bắt và giết hại ông Thi Sách nhằm lung lạc ý chí đấu tranh của Trưng Chất và tinh thần đấu tranh của nhân dân ta. Nhưng hành động đớn hèn của Tô Định không những không làm bà Trưng Chất sờn lòng, mà trái lại càng thổi bùng lên ngọn lửa căm hờn chất chứa bấy lâu. Nợ nước, thù nhà đã thôi thúc hai bà Trưng đứng dậy phất cờ khởi nghĩa với một ý chí sắt đá. Một, xin đền nợ nước. Hai, nguyện nối nghiệp hùng. Ba, quyết trả thù chồng. Bốn, dựng nền tự chủ. Bà Trưng Chất đã rất khéo léo đặt nợ nước lên trên thù nhà, xếp quốc gia lên trên dòng họ, tạm giấu khăn tang trước giờ ra trận để khỏi xúc động trước ba quân. Trước giờ ra trận, mặc dù Trưng Chất vẫn chưa hết tan chồng, nhưng bà vẫn ăn mặc rất lộng lẫy. Tướng sĩ lấy làm lạ, có hỏi thì bà mới trả lời rằng: việc binh thì phải tòng quyền, nếu ta cứ giữ lễ, làm cho dung nhan xấu xí thì có khác nào làm giảm nguyện khí. Ta ăn mặc giáp phục đẹp đẽ uy nghi như vậy để cho khí quân thêm hùng tráng. Vả chăng lũ giặc kia trông thấy lòng sẽ không yên, như thế thì ta sẽ thêm phần dễ thắng. Và đúng như lời Trưng Chất nói, khi nhân dân Mê Linh trông thấy hai nữ chủ tướng xinh đẹp, nhanh nhẹn bước lên mình coi chiến, nhân dân đã hò reo vang trời chuyển đất. Và với khí thế như trẻ tre, chỉ trong vòng 2 tuần trăng, tức là trong vòng 2 tháng trở lại, nghĩa quân của hai bà Trưng đã thu phục được 65 thành trì, giải phóng hoàn toàn non sông đất nước. Và sau khi đất nước sạch bóng quân thù, mùa hè năm 40 sau công nguyên, bà Trưng Chất đã được nhân dân và các tướng lĩnh suy tôn lên làm vua, lấy hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô tại địa sở quê nhà là đất Mê Linh. Đô kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh nam riêng một triều đình nước ta. Sau khi lên ngôi vua, thì bà Trưng Chất đã thi hành những chính sách xây dựng đất nước rất nhân văn, như thẳng xá thuế cho dân trong 2 năm, lập ra Chiêu Văn Quân để đào tạo nhân tài cho đất nước, phong thưởng cho các tướng lĩnh và nhân dân có công trong sự nghiệp của hai bà. Đất nước ta dưới triều đại Trưng Vương được độc lập, nhân dân được hưởng cuộc sống thái bình, chính sách quan thương sức dân được khởi nguồn từ đó. Triều đại Trưng Vương non trẻ đang xây dựng và củng cố đất nước với những tư tưởng rất là nhân văn, thì mùa hè năm 42 sau công nguyên, vì lo sợ trước thế lực ngày càng lớn mạnh của Trưng Nữ Vương, cho nên là vua Hán lúc bấy giờ là Hán Quang Vũ đã phong cho Mã Viện làm phục ba tướng quân, kéo đại quân sang xâm lược nước ta một lần nữa. Và sau khi quân của Mã Viện kéo sang nước ta, nghĩa quân của hai bà Trưng đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệch nên nghĩa quân của hai bà Trưng đã không thể giữ được thành Mê Linh, mà vừa phải đánh vừa phải rút lui về vùng Cấm Khê. Và tương truyền khi rút lui về vùng Hát Môn, tức là về qua vùng căn cứ cũ đấy ạ, sau một trận chiến đấu sinh tử, thì hai bà Trưng có dừng chân tại quán một bà hàng nước cạnh cốc muỗng bên cửa sông Hát để ăn đĩa bánh trôi, ăn quả muỗng xanh cho mát dạ trước khi về trời. Đĩa bánh trôi ấm tình người giàu rãi, quả muỗng xanh mát dạ đấng anh hùng. Và trước thế giặc mạnh, quyết không để mình rơi vào vòng nhơ tanh của kẻ thù, giữ trọn lời thề đối với quê hương đất nước, hai bà đã gieo mình xuống dòng Hát Giang để bảo toàn khí tiết, mãi mãi hóa thân vào cõi vĩnh hằng. Hôm đó là ngày 8 tháng 3 năm Quý Mão, tức là năm 43 sau công nguyên. Lúc bấy giờ, hai vị vua bà của chúng ta mới chưa tròn 29 tuổi. Cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng và triều đại Trưng Vương tuy rằng chỉ đưa lại độc lập cho đất nước ta trong vòng 3 năm, nhưng ý nghĩa của nó là vô cùng to lớn, âm vang của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng đời đời bất diệt. Nó như ngọn lửa đã thắp lên tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, coi độc lập dân tộc là thứ quý giá nhất, thiêng liêng nhất, với ý chí không gì và không bao giờ thay đổi, đó là quyết giành và giữ gìn độc lập. Và trong dòng chảy bất tận của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt, thì hai bà Trưng đã trở thành những tấm gương đầu tiên về những bậc nữ nhi đã dám đứng lên làm nữ tướng. Và sau hai bà Trưng thì dân tộc ta thời nào cũng có những người phụ nữ anh hùng ạ. Và
bà Triệu Thị Trinh, sinh trong năm 248 sau Công Nguyên, đã khởi nghĩa chống lại giặc Đông Ngô đấy ạ, với lời hịch cùng một cưỡi cơ gió mạnh đạp ruột sóng dữ, chém cá tỉnh ở biển khơi, chỉ quyết không chịu khom lưng làm kỷ thiết cho người. Và lịch sử Việt Nam thế kỷ 18 đã chứng kiến một vị nữ tướng tài ba lỗi lạc của triều đại Tây Sơn, đó là nữ tướng Bùi Thị Xuân. Và sau này ở thời kỳ hiện tại, khi Sơn Tấn ta được gọi mình để chiến đấu chống lại những tên đế quốc sừng sỏ như là thực dân Pháp hay đế quốc Mỹ, dân tộc ta đã sản sinh ra những Võ Thị Sáu, những Nguyễn Thị Minh Khai, những Nguyễn Thị Định, những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả những người nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam trải qua các thời kỳ đã noi theo tấm gương anh dũng của hai bà Trưng, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước và trở thành những đóa hoa tô thắm cho lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, thể hiện truyền thống đáng tự hào của người phụ nữ Việt Nam, đánh đặt dặn đến nhà thì đàn bà cũng đánh ạ. Và từ những đóng góp lớn lao của hai bà đối với non sông đất nước, thì sau khi hai bà hóa, nhân dân rất nhiều nơi trong cả nước đã tôn kính, lập đền thờ hai bà để khói hương thờ phụng. Và đền Hai Bà Trưng ở quê nhà là thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, nay thuộc thành phố Hà Nội, nơi các bác đang viếng thăm đây, được xây dựng ngay sau khi hai bà hóa. Tương truyền trên chính nền nhà xưa của hai bà ấy ạ, trên chính mảnh đất của kinh đô Mê Linh xưa, nơi gắn chặt nghĩa phu phụ, tình quân thần, mẫu tử. Ban đầu đền chỉ được xây dựng bằng tranh tre nhiều lá rất là đơn sơ thôi ạ. Đến chiều nhà Đinh thì đền đã được xây lại bằng gạch và lợp ngói. Đến chiều nhà Lý đền được trùng tu tôn tạo lớn. Và đến chiều nhà Nguyễn phải đến năm 1881 đến năm 1889 đền đã được đại trùng tu và cải chỉnh được ban đầu như thế này ngay ạ. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh vẫn mãi mang cho mình vẻ đẹp của một công trình kiến trúc nghệ thuật, một công trình văn hóa tâm linh, một biểu tượng về nguồn cội như tiếng gọi tâm linh luôn thúc đẩy con người hướng tới thiện tâm. Và trước mắt các bác là hậu cung nhạc là nơi thờ tự hai đức vua bà, và ban thờ chính giữa thờ hai đức vua bà thì vẫn còn lưu giữ và trưng bày những bức hoành phi, những đôi câu đối giàu giá trị nhân văn. Trong đó bức hoành phi phía trong cùng mang dòng chữ là Lạc Hùng Chính Thống, tức là hai bà thuộc dòng dõi các vua Hùng. Bức hoành phi ở giữa là Hải Đức Sơn Công, tức là công lao và đức độ của hai bà lớn như núi cao biển rộng. Và bức hoành phi ngoài cùng là Vạn Cổ Hương, tức là tiếng thơm của hai bà còn lưu truyền mãi mãi đến ngàn năm ạ. Và đứng bên hai bà chính là Lục Bộ Công Thần Nữ Tướng Oai Phong Lẫm Liệt. Đây là 6 vị nữ tướng có công trạng rất lớn và gắn bó với hai bà nên được tạc tượng và thờ cho với hai bà tại đền thờ vua. Trong đó, phía bên tả của ban thờ chính giữa là ban thờ của tam vị nữ tướng Hồ Đề, nữ tướng Lê Chân và nữ tướng Quách Lãng Nương. Và phía bên hữu là ban thờ của tam vị nữ tướng Vĩnh Huy, nữ tướng Thánh Thiên và nữ tướng Bất Nhã. Dạ vâng ạ. Và trong khuôn viên của cung di tích thì hai bên tả hữu của tam tòa chính điện còn hai đền thờ mẫu và hai đền thờ tướng ạ. Bây giờ thì cháu sẽ đưa các bác đi làm lễ, tại vì hôm nay cũng là ngày 1 đầu tháng, cho nên là cháu sẽ đưa đoàn mình đi các đền làm lễ. Và đi các đền thì cháu sẽ chỉ giới thiệu là đền này thờ ai, đền này thờ ai ạ. Và tiếp theo thì cháu sẽ dừng tại đây ạ. Bây giờ thì cháu mời các bác di chuyển, các bác có thể đi hàng một ạ, các bác di chuyển vào bên trong cửa võng cũng không ạ. Các bác còn trong làm lễ hai bà, sau đó thì các bác di chuyển và tới tại đây để theo cháu di chuyển sang làm lễ và chiêm bái tại đền thờ thân phụ thân mẫu của hai bà, đã xin mẫu của hai bà.